Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tiến độ triển khai thực hiện thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Metro số 1 đã đạt 98,38% tổng khối lượng. Theo thông báo của Vietcombank, kể từ hôm nay, ngân hàng này sẽ triển khai tiện ích mua vàng miếng SJC trên ứng dụng VCB Digibank. Bộ Tài chính phát đi thông cáo về việc các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Các chuyên gia khí tượng nhận định, dù có nơi vẫn có mưa, nhưng khu vực Đông Nam Bộ sẽ trải qua đợt hạn bà chằn cục bộ thứ hai trong năm 2024. Một thống kê vừa được công bố của bất động sản.com.vn cho thấy giá phòng trọ tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang nóng dần trong mùa nhập học của sinh viên. Liên tục trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, Ukraine báo động toàn quốc sau khi phát hiện nhiều đợt UAV tự sát và tên lửa hành trình phóng từ oanh tạc cơ chiến lược Nga. Canada cho biết sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với các xe điện EV nhập khẩu từ Trung Quốc sau những thông báo tương tự từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU. Bây giờ là 18 giờ. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin mới ngay sau đây. Hiện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành các hạng mục để đưa vào vận hành khai thác vào cuối năm nay. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải hoàn thành các hạng mục còn lại, đặc biệt là công tác đào tạo thực tế trên các đoàn tàu và thiết bị của dự án sau quá trình đào tạo lý thuyết và mô phỏng tại Việt Nam và Nhật Bản. Việc đào tạo này giúp cho các học viên được thực hành kiến thức đã học và có các kinh nghiệm xử lý thực tế trên 9 chuyến tàu sẽ đưa vào vận hành khai thác để phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, để phục vụ công tác đào tạo thực hành trên 9 tuyến cho nhân viên, ngày 5 tháng 8, nhà thầu Hitachi đã bắt đầu bàn giao toàn bộ hệ thống cơ điện của gói thầu CP3 cho liên danh tư vấn chung. Hệ thống thiết bị được bàn giao gồm hệ thống đoàn tàu, hệ thống đường ray, hệ thống thẻ vé, hệ thống thông tin, hệ thống tín hiệu, hệ thống biển báo hiệu, hệ thống cung cấp nguồn điện, hệ thống cấp điện trên cao, hệ thống thiết bị tripod và nhà xưởng, hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu và hệ thống cửa chắn ke ga. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, tư vấn NGPT cũng đã chính thức nhận bàn giao hai đoàn tàu từ nhà thầu Hitachi để bắt đầu công tác đào tạo thực hành trên 9 tuyến cho các nhân viên lái tàu và điều độ. Theo kế hoạch, quá trình đào tạo thực hành trên 9 tuyến cho nhân viên sẽ kết thúc trong tháng 9. Trên cơ sở đó, các nhân viên đã hoàn thành quá trình đào tạo sẽ tham gia vào công tác vận hành thử trial run vào tháng 10 và tháng 11 với sự đánh giá độc lập của tư vấn an toàn hệ thống của Pháp. Căn cứ kết quả đánh giá công tác vận hành thử và báo cáo thẩm định an toàn hệ thống của tư vấn, chủ đầu tư sẽ trình nộp hồ sơ cho Cục Đường sắt để thực hiện công tác thẩm định an toàn và Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước để hoàn tất công tác nghiệm thu, đưa dự án vào vận hành khai thác. Theo Vietcombank, hình thức này áp dụng cho các khách hàng cá nhân là người Việt Nam đang sử dụng ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank có tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng mở tại Vietcombank và đang hoạt động. Thời gian đặt lịch và thanh toán mua vàng trên ứng dụng VCB Digibank từ 10 giờ đến 16 giờ các ngày làm việc trong tuần. Khi thanh toán tiền mua vàng, khách hàng không sử dụng hạn mức thấu chi để thanh toán và sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký sử dụng VCB Digibank. Như vậy, từ ngày 27 tháng 8, Vietcombank sẽ dừng cung cấp các dịch vụ đặt lịch mua vàng miếng SJC trên website và giao dịch thanh toán tiền mua vàng miếng SJC tại quầy. Ba ngân hàng còn lại là BIDV, Vietinbank và Agribank vẫn nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến qua website, giao dịch và nhận vàng tại quầy. Tương tự, SJC nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trên website và ngừng phát số đăng ký trực tiếp. Tính đến tháng 8 năm 2024, Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với 4 doanh nghiệp gồm Sài Gòn Ratings, Finning Ratings, VIS Rating S&I Ratings. Theo quy định của Nghị định số 88/2014/NĐ-CP, thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phải được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì không được phép sử dụng cụm từ xếp hạng tín nhiệm hoặc các cụm từ khác có nội hàm như xếp hạng tín nhiệm trong tên gọi.
Tại thị trường Việt Nam, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đang hoạt động theo mô hình nhà phát hành trả tiền, tức nguồn thu của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm sẽ đến từ phí xếp hạng do nhà phát hành chi trả. Dư luận từ lâu đã lo ngại điều này có thể tạo ra mâu thuẫn lợi ích giữa tổ chức xếp hạng và nhà phát hành, cũng như e ngại về tính khách quan của kết quả xếp hạng khi nguồn thu của tổ chức xếp hạng phụ thuộc vào doanh nghiệp phát hành. Dự báo thời gian xuất hiện của đợt hạn ba chặng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Sau đợt hạn này, khu vực Đông Nam Bộ có thể sẽ không xảy ra thêm đợt hạn nào đáng kể. Sau đó, mưa sẽ liên tục xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh thấp hoặc áp thấp. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 9 trở đi, rãnh thấp tiếp tục hoạt động trở lại, kéo theo sự gia tăng của gió mùa Tây Nam. Tình trạng này dẫn đến mưa gia tăng ở Nam Bộ và chấm dứt đợt hạn ba chặng năm nay. Các nhà khí tượng cho biết, đợt hạn ba chặng đầu tiên ở Nam Bộ trong năm 2024 đã xuất hiện từ khoảng ngày 10 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Hạn ba chặng là thuật ngữ chỉ một đợt khô hạn bất thường trong mùa mưa, xảy ra chủ yếu vào khoảng tháng 8 và tháng 9. Đợt khô hạn này không phải là đặc trưng của mùa khô, mà là một hiện tượng tạm thời trong mùa mưa, khi có những khoảng thời gian ít mưa hoặc khô hạn đột ngột. Hạn ba chặng thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần và ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân. Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ bất động sản.com.vn, trong tháng 7, mức độ quan tâm tới phòng trọ, nhà trọ Hà Nội cho thuê đã tăng 10% so với tháng 6. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng là 22%. Đơn cử tại phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gần các trường như Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, giá cho thuê phòng trọ phổ biến vào quý 2 năm 2024 là 6 triệu đồng một tháng, tăng 50% so với năm ngoái. Trong khi đó, tại Hà Nội, tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, khu vực tập trung các trường như Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế Quốc dân, giá thuê phòng phổ biến trong quý 2 là 5 triệu đồng một tháng, đang là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Một số chủ phòng trọ trên địa bàn Hà Nội cho biết họ tăng giá thuê thêm 10 đến 15% với lý do giá mua bất động sản tăng nên giá thuê cũng cần tăng theo. Tương tự, thị trường phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến xu hướng tăng giá thuê trong vài tháng gần đây, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và hành vi của người thuê trọ. Không quân Ukraine rạng sáng 27 tháng 8 thông báo phát hiện nhiều nhóm UAV tự sát đang hướng đến nước này, cùng hàng loạt oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và tiêm kích hạng nặng MiG-31 có khả năng mang tên lửa siêu vượt Amkinyo cất cánh từ các sân bay của Nga. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev cho biết lực lượng phòng không đã phải tham chiến nhiều lần trong đêm để đối phó những đợt tấn công bằng UAV và những tên lửa hành trình. Reuters dẫn lời nhân chứng ở thủ đô Kiev nói rằng ít nhất 3 loạt tiếng nổ đã vang lên ở thành phố. Quan chức tỉnh Dnipro, miền trung Ukraine, thông báo ít nhất một người đã thiệt mạng tại thành phố Kryvyi Rih do địa điểm dân sự bị tập kích. Được biết, đợt tập kích diễn ra một ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng loạt khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và UAV tự sát nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong ngày 26 tháng 8. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk mô tả đây là cuộc tấn công đường không lớn nhất từ đầu chiến sự. Canada và các đồng minh phương Tây cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp xe điện của nước này, mang lại lợi thế không công bằng cho các nhà sản xuất ô tô. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chúng tôi đang chuyển đổi ngành ô tô của Canada để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc chế tạo các loại xe của tương lai. Nhưng những quốc gia như Trung Quốc đã chọn cách tạo cho mình lợi thế không công bằng trên thị trường toàn cầu. Thuế của Canada đối với xe điện Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Ngoài xe điện, Canada cũng sẽ áp thuế 25% đối với thép và nhôm của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10. Vào tháng 5, Hoa Kỳ cho biết sẽ tăng gấp 4 lần thuế quan đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100%. Tiếp theo đó là EU, nơi công bố kế hoạch áp thuế lên tới 36,3% đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc gọi động thái này là chủ nghĩa bảo hộ thương mại và vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.